Đây là lễ vật là chuẩn bị cho khuya nay. Khuya nay là sẽ chị em sẽ tập trung làm mà để thế là là cái này là không phải là không tìm hiểu hay không? Dạ. Đây là chuẩn bị là lên đèn, sau đó là đúng 1:30 thì bắt đầu là xin phép và tiến hành. Đây là cúng cái phần của ông bà, thì chắc có lẽ là ông bà là cũng chứng minh. Đây là chuẩn bị là lên nhang đèn sẵn, đúng giờ là bắt đầu rồi. Tiến hành đưa lễ vật vào cúng. Đến đây để tập trung là chuẩn bị lát khổng 2:00 bắt đầu là tiến hành. Đất này bao nhiêu tôi nuôi để bao người hoa trong ngõ nhìn gì để phù hợp và biệt tôi nuôi đến một
sẽ làm bằng công nghệ. Những gì điều kiện là sợ Covid cho nên là ủy ban cũng có một cái thông báo là sẽ dừng lại, cho nên là không ít làm văn nghệ thì không làm văn nghệ nó vui, thì chỉ có là hát lo kẹo kéo rồi cho vui để cho nó qua cái thời gian. Yeah.